Đói quá thì mất. Vậy ăn đi Sammy, như này tụi mình có trái cây với Thành đấy, cứ chén món nào có thích. Nghe thì dễ dàng thế. Ý cậu là sao? Tôi không thể chọn được thứ tôi muốn ăn nhất giữa thạch hay là trái cây à. Tôi nghĩ hẳn một tiếng đồng hồ đến độ già bụng rã và da lưng luôn rồi đây này. Cậu biết đấy Sammy, đôi khi cậu không cần phải chọn mà, cậu có thể ăn hết đó. Cơ mà tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt của mèo luôn. Ý cậu là ý tưởng tuyệt vời á? Không, ý là ngon tuyệt của mèo á. Dậy đi nào xem. Nghe là thấy thèm rồi đó. Chào mọi người, các bạn thích bộ đồ này của tớ chứ? Như vậy nghĩa là tụi mình sẽ nấu ăn đây. Sammy chuẩn bị sẵn sàng quá ta. Thế thì cả nhà ơi, chúng ta sẽ làm một cái bánh phô mai. Một nửa là thành rau câu và một nửa là trái cây nha. Thôi mà siêu, cậu cũng hào ngò giống tớ chứ mà. Đó là bánh phô mai đấy nha. Nhưng không chỉ là một món tráng miệng bình thường đâu nhá. Chống mắt lên trời kết quả thế đi. Thế thì còn chần chờ gì nữa, bắt đầu nào siêu. Đầu tiên là phần bột hỗn hợp để làm cốt bánh nè. Tụi mình cần 3 quả trứng, 75g đường, như thế này đây. Yay. Và một nhúm muối. Cẩn thận đừng cho quá nhiều muối nhá. Siêu ơi, đây là công thức bí mật của cậu à hả? Kiểu thế á. Cái này là tinh chất vani này, chúng mình chỉ cần 3ml thôi. Sau đó là thêm 20g mật ong vào. Wow, nhìn đã con mắt ghê luôn á. Rồi trộn tất cả lên nhá. Phải trộn cho thật kỹ để hỗn hợp không bị lợn cợn đường nhá. Tiếp theo là làm ấm hỗn hợp trứng này ở nhiệt độ từ 38 đến 42 độ C. Mẹo cho mọi người này, các bạn có thể đặt bát hỗn hợp này lên trên một cái bát chứa nước nóng. Điều quan trọng nhất chính là phải kiểm soát nhiệt độ để hỗn hợp không bị nóng quá. Được rồi đây, đến lúc cất cái bát nước nóng này ra rồi. Rồi chọn hỗn hợp một lần nữa bằng máy đánh trứng cầm tay nhé. Nhìn cũng dễ đấy nhỉ. Chiêu ơi, ta thử với nhá. Được chứ, nhưng cậu phải đếm cầm vì tụi mình không thể ngừng lại đâu. Chà. Không được rồi, cậu làm đi. Tại vì tớ đang để tốc độ cao đấy, tụi mình phải đánh ra bong bóng cơ mà. Suýt là tèo, tôi phải tránh xa mấy cái máy xay như này mới được. Giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị thêm vài nguyên liệu vào nhá. Sammy lấy hộ tớ sữa ấm với. Chuyện đó, cậu biết đây, tớ uống mất rồi. Uống rồi. Đùa thôi. Xíu vừa tới đùa cậu thôi mà. Sammy, tớ muốn xỉu ngang luôn á. Đừng đùa như thế chứ. Sữa của cậu đây 50 độ C như ý cậu luôn nhá. Được rồi, 30ml sữa này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần 95g bột. Sẵn sàng bị dính bột đi nào. Tụi mình sẽ cho bột vào hỗn hợp bằng dây nhá. Giờ thì chúng mình sẽ trộn hỗn hợp này lên thật kỹ này. Chú, nhanh nhanh đi, bơ chảy hết trơn rồi này. Tụi mình phải làm gì đây? Không sao đâu Sammy, nhiệt độ của bơ phải là 55 đến 60 độ C đấy. Và tụi mình sẽ sử dụng 30g bơ lạt nhé mọi người. Trộn tới rồi trộn lui, trộn xuôi rồi trộn ngược, trộn hết cả ngày hôm nay. Yep, trộn thật đều tay chính là phần quan trọng nhất đấy. Các bạn có đồng ý không này? Có thì thả like nhiệt tình nha. Phần cốt bánh xong rồi đây, cuối cùng thì tụi mình cũng nướng nó được rồi. Để làm thế tụi mình sẽ cần... Wow, sắm tươi không cần tới chảo mọi người. Sammy tớ hết cả hồn luôn ạ. Nhân tiện thì kích thước của cái bánh sẽ là 15x7cm nha. Cho giấy sáp vào bên trong như thế này. Ta-da. Nhìn có bánh ngon quá đi mất, tớ ném thử được không? Tớ hiểu cậu quá rõ luôn á Sam. Ai mà cản cậu được cơ chứ. Nhìn tụi mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Tớ làm nóng lò trước rồi đó chứ. Thế thì chúng ta có thể nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong nửa giờ để có được một chiếc bánh xốp mịn nha. Bánh bông lan của tụi mình sẵn sàng rồi đấy. Giờ chúng ta phải cắt nó thành 4 miếng tròn. Dài tầm 1cm là tốt nhất. Nhớ nhờ người lớn làm giúp các cậu công đoạn đấy nhá. Rào không phải là đồ chơi đâu. Còn chúng tớ sẽ làm chuyện này thật chậm rãi và bình tĩnh nhá. Chắc tớ không quan sát bước này đâu. Lỡ nhà bánh cắt ra không đủ đẹp thì sao? Đừng lo Sammy, cậu nhìn này, mọi thứ đều ổn mà. Nhưng cậu cần thêm 3 lát nữa. Vậy là cậu có thể làm sai đến 3 lần đó nha. Tớ sẽ cắt thật nhanh gọn mà, cậu sẽ không có thời gian để thần hồn nát thần tính đâu. Cái
mảnh bụng là nín ngon của đi lại được thị vịt đa bở. Chúng con không cần lớp vỏ ngoài đâu ạ, và con có thể ăn hết sạch sành sanh luôn. Còn tớ đã chuẩn bị 270g phô mai kem cho phần kem phủ đặc biệt dưới đây. Cái này hơi bị quan trọng khi làm loại bánh này luôn đó, vậy nên nhớ trộn nó thật kỹ nè. Đừng lo nha các bạn ơi, nấu nướng vui lắm ạ, các bạn cứ bình tĩnh tận hưởng nha. Phô mai kem xong rồi đây, giờ thì có thể cho thêm 160g sữa chua không đường vào và trộn hỗn hợp này lại với nhau. Bé Sla, em cần thêm đường, thêm nhiều đường nữa, không đường thì không phải bánh ngọt đâu. Được rồi, 95g đường vào kem phủ, thế đã đủ chưa nè bạn tôi ơi? Quá đủ luôn ạ, trộn kỹ vào chút, tớ đang quan sát cậu đấy nha. Đừng có khó khăn với tớ thế chứ, bếp trưởng Sam, tớ đang làm hết sức mình mà. Giờ thì chúng ta sẽ thêm 5ml tinh chất vani và 10g nước cốt chanh, rồi lại trộn đều mọi thứ. Hình như hôm nay tớ phải trộn hơi bị nhiều đó nha. Siêu, sao tụi mình phải thêm gelatin chảy vào kem phủ vậy? Tớ thấy kỳ sao ạ? Bột gelatin chảy sẽ làm phần kem phủ đặc hơn nè. Chúng ta sẽ cần 7g bột gelatin và 35g nước. Tớ muốn ném thử nó. Hả? Gì cơ? Xe mẹ, có vẻ như bọn mình ăn hết đồ ăn rồi á. Hết thật rồi, thậm chí cả đồ ăn vặt cơ. Mình có nên nấu gì nữa không nhở? Từ từ siêu di cho tớ vài giây đã. Cái đó để làm gì thế? Tớ muốn gọi cho động vật cứu trợ đáng yêu như các công chúa hay làm á, nhưng mà không có tác dụng. Tớ hát tệ thế cơ hả? Nếu chúng không đến thì bọn mình có thể làm từ đâu, hoặc là từ bột nhào nha. Đúng đó. Tớ muốn bánh quy rủ á, bọn mình làm cái đấy được không? Được chứ, mang hết các nguyên liệu ra đây thôi. Tớ sẵn sàng bắt rùa từ biển cao cao rồi đây. Bọn mình sẽ làm cái đó sau nè, nhưng trước tiên cùng bắt đầu với kẹo dẻo cừu xốp nhá. Phần thân sẽ được làm từ cấp kép sô-cô-la nhá. Bọn mình cần bơ này, đường này và cái tinh chất vani nữa. Mình sẽ trộn chúng lên với nhau thật đều tay cho đến khi có được hỗn hợp mịn hoàn hảo nhá. Siêu ơi, tớ đã trông no mấy quả trứng ở đây này. Đập từng quả một ra nào, cố gắng đừng để lẫn vỏ trứng vào nhá. Giờ thì làm một nhão mịn lại thôi. Máy trộn là một cái whoosh thật lớn nào. Nước sữa tươi được làm ngay từ nông trại Slime đây. Cảm ơn cậu. Tớ đoán là Slime có thể làm bất cứ thứ gì nhỉ. Cho nước sữa vào trong bát nào. Giờ mình sẽ lắc thêm một vòng nữa nhé. Sammy ơi, dùng cái đánh trứng để làm nhá. Các cậu à, mình sẽ để Sam làm phần trộn nhé. Trong lúc đó thì cùng chuẩn bị nguyên liệu khô thôi. Đây là bột mì, bột nở và một chút cacao nè. Lần này tớ sẽ cho cậu xem lắc thực thụ luôn. Chú chó mà ơi, cái đó được đấy. Giờ mình có thể dây nguyên liệu khô vào bát với chỗ bột nhão rồi đó. Cẩn thận ở bước này nhé các cậu, hoặc là nhờ người lớn giúp nha. Tớ đang nhảy múa và hát hò trong mưa nè, đúng là một cảm giác huy hoàng, tớ vui trở lại rồi đây. Này Sammy, mang khay cupcake ra đây đi, bột nhão sắp được rồi đó. Bọn mình sẽ có một đàn cừu đó, quả là một ngày thú vị. Các cậu hãy vặn lò ở 180 độ C và cắm chảo 25 phút đã nhá. Tớ sẽ xử lý phần đó cho, còn cậu làm phần len đi. Được thôi, len sẽ được làm từ hai phần chính, phần đế kem và topping kẹo dẻo xốp nè. Mình sẽ bắt đầu với phần đế nhá. Cái chính ở đây là trộn mọi thứ thật đều lên nè. Ở đây mình có một chút kem này, giờ cho kem tươi đánh bông vào, rồi sau đó là đường vani. Khi các cậu xong thì để hỗn hợp này nguội đi một chút nhá. Phần của tớ vui hơn này, tớ sẽ tách kẹo dẻo đây. Hồng để bên phải, trắng bên trái. Sammy, cậu vừa bắt đầu trận chiến kẹo dẻo rồi đấy. Chỉ cậu hoàn thành, cậu sẽ sẵn sàng tạo hình cho khuôn mặt Amy đó. Amy là cái tên dễ thương đấy, nghe như Sammy ấy nhỉ. Với bước này bọn mình sẽ nặn bánh hạnh nhân cùng đường bột và tạo những điểm nhỏ đáng yêu trên mặt nè. Chú cừu nhỏ mà bọn mình làm đáng yêu ghê, cô ấy chắc chắn là Amy rồi. Chú chào mọi ơi, cấp kết đường rồi chờ, tới ngay đây. Tớ thực sự yêu Amy bé nhỏ của bọn mình đấy. Xem mọi cậu đâu rồi. Trời ơi, tớ tìm thấy chiếc cupcake xinh nhất cho Amy rồi này. Cảm ơn nhé. Bắt đầu với kem tươi lạnh nào. Phết khắp phần mặt trên như này nè. Trông ngon quá đi mất. Sau đó thì gắn miếng kẹo dẻo nhỏ từ phần rộng nhất cho tới phần chính giữa nha. Wow, tớ háo hức muốn xem kết quả quá chưa ạ.
Amy à, cùng tìm bạn mới cho cậu nào. Amy, Mike, Bella, tự tìm cho mình một đồng cỏ xinh đẹp đi nào. Các bạn ơi, bọn mình đang chuyển sang công thức thứ hai rồi này. Sammy đã đợi lâu lắm rồi đó. Bọn mình sẽ làm bánh quy rùa đó. Mình có gì ở đây rồi nhỉ? Bột mì này, đường bột và trứng, tinh chất vani và một chút dầu ăn, bột nở và tinh bột đó. Và đương nhiên là cả bơ nữa. Đi nào Suzy, khi nào mình có thể cho cacao vào đây nhỉ? Một lúc nữa thôi, khi chỗ bột nhão được nhào lên, mình sẽ chia nó ra hai phần này. Cái miếng còn lại để làm gì nữa? Tôi không muốn chia sẻ đâu. Chỗ đó để cho phần thứ hai mà. Giờ thì làm mai rùa sô-cô-la thôi nào. Tớ yêu sô-cô-la lắm. Lại đây các cậu cũng thế nha. Đổ một ít vào bát nào. Tớ cũng thích, nhưng tớ thích cả phần tạo màu cho bột nữa. Miếng này sẽ có màu xanh lá nha. Phải rồi, tớ quên tịt cái đó luôn đấy. Thêm vào nữa đi Suzy. Mẹo nhanh nè, đeo găng tay vào để ngón tay cậu không biến thành màu xanh nha. Cùng bắt đầu với một chú rùa bé đáng yêu thôi. Phần chân và mai rùa bằng sô-cô-la đây nè. Cái cuối vẫn chưa xong đâu đó. Mình nên thêm chút kết cấu vào cho nó nữa. Cậu nói đúng ha. Mỗi con rùa sẽ có một kiểu đường kẻ độc nhất ở trên mai mà. Mọi người ơi, làm theo tớ rồi xem kết quả thế nào nhé. Giờ thì đưa mấy chú rùa ra ngoài thôi. Thì tớ là nướng á. Nhưng đừng quên ghép các phần lại với nhau nha. Như này này. Chi tiết hoàn thiện chính là đôi mắt sô-cô-la to bự đó. Làm thôi nào. Vào trong lò thôi nào. Đợi quần rùa của tớ ơi. Trong khi bánh quy rùa đang được nướng, cùng đến với một loại động vật trợ giúp nổi tiếng khác nào. Đây là chuột tương lai đó. Đầu tiên mình sẽ đánh bột mì, bột nở và muối lên. Sau đó mình sẽ cho bơ, chế phẩm sữa, đường và màu thực phẩm vào bát trộn nè. Tiện thể thì màu xanh dương á. Trộn hết lên thôi. Suzy ơi xem nè, rùa sô-cô-la trở lại rồi đây. Ôi cái đó đáng yêu ghê. Cậu đã lấy cái đĩa phù hợp cho chúng chưa thế? Rồi nè, để đây luôn á. Của cậu đây này bạn yêu. Sammy quay lại đây đi, lũ chuột đang đợi cậu đấy. Tớ đang thêm một ít nguyên liệu khô vào để trộn với chỗ bột nhão của mình này. Phần chính ở đây các cậu ạ, là đừng có vội vàng, cứ kiên nhẫn rồi cậu sẽ nhận được thứ gì đó hay ho thôi. Làm tiếp đi Suzy, tớ sẽ làm một cái video đấy. Và cắt. Các cậu à, Suzy bảo là chỗ bột này nên để nguội trong tủ lạnh 3 tiếng đồng hồ đấy. Lại đứt CPDAP á, bọn mình có thể dùng tua nhanh mà. Giờ thì tạo hình cho chú chuột đầu tiên thôi. Mình sẽ dùng một cái muỗng nhỏ để chia phần bột như thế này này. Gì cơ, một chú chuột như này sẽ không thể giúp lọ lem đến vũ hội được đâu. Tôi đoán là mình nên chỉnh hình cho nó một chút nhỉ, thấy không? Giờ trông nó giống chuột hơn rồi chứ, đúng không? Nó sẽ giống khi mình gắn đôi tai này lên đầu nó nữa. Cậu nói đúng đấy, gắn một cái vào. Và cái còn lại nào, đáng yêu ghê cơ. Đừng quên còn đôi mắt để nhìn ngó xung quanh và chiếc mũi để đánh hơi khắp các ngóc ngách nữa đây. Bọn mình sẽ nướng chúng trong lò 180 độ đã được làm nóng trước đó rồi. Sẽ gắn chiếc đuôi lắc lư nhá. 10 phút nữa gặp lại các cậu nha. Mọi người ơi, thời gian nướng đã trôi qua tầm một nửa rồi nha. Những chiếc đuôi đã đúng chỗ rồi đó. Giờ ở đây cảm giác hơi đông đúc rồi đấy nhỉ. Chỉ hơi thôi á, chuột đã khắp mọi nơi luôn kìa, tránh đường. À, cuối cùng tớ cũng có thời gian cho bản thân rồi. Đi ra đi, không là tớ không được ăn bánh ô liu bây giờ. Đây, cậu có thể bắt đầu mở cái này nè. Bánh quy xoắn mặn hả? Tớ muốn ăn gì đó ngọt cơ, cậu biết mà. Chả đương nhiên rồi, đó là lý do mình sẽ làm topping từ sô-cô-la sữa mà. Cùng tạo một cơn lốc phép thuật nào và nó chảy ra rồi này. Tập trung nào, bánh quy xoắn. Các người sẽ nhảy vào một đầm lấy sô-cô-la đây. Đúng rồi các bạn, chúng tôi cần dìm các bạn một chút đó. Và cả mặt kia nữa. Giờ các cậu có thể nghỉ trên khay nướng trong khi bọn mình hoàn thành những thứ khác rồi. Thưa quý khách, chúng ta sẽ đi thẳng tới tủ đông để làm mát trong 5 phút. Và tớ sẽ làm topping màu vàng cho những chú ong Oreo nè. Mình sẽ dùng sô-cô-la trắng chảy và màu thực phẩm để có được màu thật rực rỡ nha.
bánh phô mai trông màu sắc và ngon mắt quá đi. Sammy, cậu mang một chiếc bánh quy đến này. Tuyệt. Cậu có thể đưa cho tớ được rồi đấy. Không không. Cảm ơn nhé. Ừ, tớ đã muốn được ăn trước một cái mà. Khi bọn mình xong, cậu sẽ có nhiều hơn nhiều. Đó là lời hứa đấy. Bay đi chú ong bé nhỏ, thẳng đến đôi cánh sô cô la. Whoosh, hạ cánh hoàn hảo luôn. Làm bom Oreo đi đi. Boom. Giờ thì bao phủ nó bằng sô cô la đi nhá. Dễ ợt à. Lật nó vài lần như này này. Và một chú ong nữa đã xong. Kiểm soát hạ cánh nha. Sang trái. Đúng rồi, hoàn hảo luôn cơ trưởng. Các cậu nhìn xem này, mình có thể làm thêm vài cái nữa. Cố gắng đừng tự ăn hết chỗ này nhá. Ê, con nói nhầm vào tớ đúng không hả? Giờ thì tớ thấy mọi triển vọng rồi đấy. Chị ơi, mình hết mắt kẹo mất rồi. Tớ nghĩ là tớ biết chúng đi đâu hết rồi. Những con mắt kẹo này chỉ cho mấy con ong thôi. Xin lỗi nha, nhưng tớ phải lấy những cái còn lại. Tớ vẫn đeo kính mà. Thật ra tớ chả thấy con ong nào ở đây cả. Chỉ thấy vài con bọ thôi. Tớ có một giải pháp đấy. Mình chỉ cần thêm vài sọc sô-cô-la lên lưng chúng thôi nè. Như thế chứ, chú ong đầu tiên sẵn sàng bay rồi đấy. Nhìn xem này Sammy, giờ chúng còn có cả phần má hình trái tim nữa cơ. Tớ yêu tất cả những chú ong, các cậu quá tuyệt vời, trái tim tớ thuộc với các cậu đó. Dù sao thì cũng cẩn thận đấy, hóa ra là ong sô-cô-la cũng có thể đốt đấy. Tớ đã chuẩn bị rồi, để chúng trong tủ lạnh 30 phút là chúng sẽ nguội bớt rồi đi. Rồi sau đó mình sẽ đến thăm vương quốc bánh quy động vật lần nữa nha. Lần này tớ làm được rồi này. Chắc chắn là tớ có linh hồn công chúa bên trong đấy. Ôi tớ thực sự không dám ăn luôn á. Cậu đang nói về cái gì thế? Chỉ là bánh quy thôi mà. Lại thành phố mai, bọn mình đã làm gì thế này? Tớ cũng không thể ăn được. Chúng quá hoàn hảo. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng bọn mình hôm nay nhá. Like và đăng ký kênh để được cập nhật nhanh hơn nhá. Ủng hộ bánh quy và động vật nha. Tạm biệt nha. Cậu hiểu nhầm rồi. Bọn mình đâu có bán bánh cấp tết bên kia đâu. Bánh cấp kết bên kia hả? Bọn tớ muốn mua, bán nhiều thế. Lại là cậu à? Tớ đã bảo rồi, không cấp kết. Giúp tớ với, tớ không chịu được nữa rồi, tớ chán lắm rồi. Sammy lại ra cậu nên viết là bánh nướng Pinky như tớ bảo á. Tớ không hề biết là một chữ đó thôi cũng khơi dậy cơn cuồng nộ bánh nướng Pinky đấy. Bọn tớ mua cấp kết Pinky được không? Thôi đi được rồi đấy, tớ không có cấp kết đấy đâu. Chà, tớ biết công thức đó. Đi thôi, Sammy đi nào. Thế thì bắt đầu thôi. Phần đế bánh sẽ là bánh sô-cô-la truyền thống nha. Nếu nó là sô-cô-la thì mình sẽ bắt đầu với phần chính cacao. Ngon đấy. Tốt đấy Sammy. Nhưng để bột bông thì mình sẽ cần thêm vài nguyên liệu đấy. Đấy là bột, baking soda, với muối này. Đây Sam, trộn mọi thứ đều lên nè. Vinh dự quá. Cái này dễ ở đấy mà. Các bạn ơi, làm theo tớ nha. Và trong cái bát còn lại, tớ sẽ trộn trứng, đường, đường nâu, bơ và vani nhá. Thèm, thèm, thèm. Xong cả rồi.
Giờ mình có thể đặt tất cả các nguyên liệu vào với nhau rồi. Đợi đã chứ, mình phải thêm ít bơ sữa nữa và trộn lại lên á. Dễ thôi mà. Giúp tớ đã. Được rồi Sammy, của cậu đây. Chú cho mà ơi, nhiều sô cô la quá. Mình sẽ cho cupcake vào lò nướng và đợi cho tới khi căn bếp ngập tràn mùi thơm ngọt ngào nha. Chỉ 20 phút thôi là cupcake sô cô la sẵn sàng rồi. Cơ mà không có bánh pinky kia nhở? Đấy là bước tiếp theo đó, trang trí theo phong cách My Little Pony nhá. Như này này. Các cậu ơi, sẵn sàng cho một cuộc thay đổi diện mạo nhá. Đến lúc thay đổi rồi. Giờ là lúc phủ kem này. Nhờ người lớn cắt bỏ phần trên cupcake thật cẩn thận nhá. Như này nha. Hấp, xong rồi. Dàn phần kem phủ thành một lớp mỏng nè. Sammy làm với tớ đi. Tớ đây rồi, chịu tớ có thể phủ thêm kem vào cupcake của cậu không? Không được đâu, màu này là dành cho cái khác rồi. Được thôi, mình sẽ thêm vào đây rồi kia này. Chịu tiếp theo là gì thế? Mình có một lớp bánh xốp, rồi đến kem, rồi lại một lớp bánh xốp nữa nha. Và bây giờ mình anh sẽ... Chúng, tớ đã chờ đợi cả cuộc đời rồi. Không phải, trước tiên mình sẽ phủ thêm kem lên trên này. Lại thành phủ mãi. Nó còn có thể tốt hơn nữa hả? Tớ muốn xem kết quả quá. Cậu sẽ không phải đợi lâu đâu. Mình sẽ thêm phần kem phủ rồi chuyển qua trang trí luôn. Chào bánh Pinky nha. Đừng ngại nha Fluttershy. Nói Pony đi nào. Để làm cupcake theo phong cách My Little Pony thì mình sẽ dùng lớp kẹo đường nhá. Làm thôi nào. Thật là cẩn thận. Vậy để trả nó thật đều thì mình sẽ dùng cái bàn xẻ nha. Như cái này nè. Đây này chứ, làm theo tớ nha. Đến lượt cậu đấy. Trông dễ nhở, để tớ tự làm xem sao. Và cupcake của cậu đây. Này siêu, trông tớ có giống bánh cupcake không thế? Có đấy, cậu cần ít kem phủ nữa. Ừ, đây nào. Các bạn ơi, chiếc bánh Pinky hài hước đang chờ đợi mình đó, ở lại nhé. Xanh dương hay xanh lá, tớ thực sự không thể nhớ ra được ạ. Sammy sao thế? Cuốn kẹo đường để làm mấy khuôn mặt đáng yêu thôi. Tớ biết rồi, bánh Pinky có đôi mắt xanh dương nên mình sẽ lấy. Hả? Mất được rồi. Sammy, tớ đoán là cậu bị cuốn đi hả? Nhìn này, lớp kẹo đường được rồi nên mình có thể làm mắt rồi đó. Giờ thì cậu lại vội rồi đấy, mình phải cắt mấy vòng tròn ra trước đã. Cậu nói đúng đấy, mình sẽ dùng đầu của cái bát kem, nó có lỗ tròn phù hợp đó. Và voila. Wow, vòng tròn này trông gọn đấy. Tớ cũng thích nữa. Chứ lần này tớ sẽ giúp cậu. Giờ thì nhìn này. Kết quả tuyệt lắm Sammy, làm tốt lắm. Và mình phải ấn vòng tròn này. Rồi, tốt hơn nhiều đó. Mình chỉ cần hai vòng cung từ đây thôi để làm cầu vồng á. Nhìn này mọi người, với lớp kẹo đường này các cậu có thể sáng tạo diện mạo mới đó. Ừ, nhưng đừng quên giữ lại vài miếng cho cupcake đó. Như kiểu chúng đang theo dõi tớ à. Nhìn kìa chứ. Và giờ chúng lại nhìn nữa rồi. Na na. Gì cơ? Lại thấy phô mại. Cái gì thế? Sammy, giờ cậu sợ cả kẹo đường đấy hả? Đây đâu phải kiểu của cậu. Tớ bị cuốn đi mất đây. Để tớ giúp cậu với con mắt thứ hai nha. Sammy, cái gì? Phải dị ứng đấy không? Tớ cần trợ giúp. Siêu nhìn ta đi. Lại đây nào, chỉ là mấy miếng kẹo đường thôi mà. Hả? Mình sẽ dùng chúng để thêm phản chiếu cho cầu vồng á. Tuyệt luôn. La 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 la. Gì thế chứ? Ôi Sammy, tớ nhầm cậu với kẹo đường đấy. Siêu thôi nào, làm cho nó có giống kẹo đường. Tớ hứa là không chọc cậu như thế đâu. Và bánh nướng Pinky đã sẵn sàng rồi này. Còn tai của cậu ấy thì sao? Cậu quên rồi hả? Tớ đang theo dõi cậu đấy. Mình sẽ dùng chúng sau nha. Và giờ mình sẽ ghép khuôn mặt lên bánh cupcake. Wow, siêu, cuối cùng trông cũng tuyệt đấy nhỉ. Mà vẫn còn nữa đấy. Nhìn các màu khác đi. Kem phủ của mình ngon ghê. Cậu ăn hết rồi đấy hả? Mình cần nói cho bước tiếp theo mà. Ôi, cậu phải để bảng tên ở đấy chứ. Tớ biết đâu nữa. Mình còn phải làm mẻ bánh mới đấy. Cậu phụ trách nhá.
Các bạn ạ, tớ sẽ làm chỉ trong vài giây nữa thôi, đừng đi đâu nhá. Và giờ mình sẽ khai mạc vòng quay may mắn nha. Và đầu tiên là Cupcake Fluttershy. Vậy bạn có hài lòng với vị trí đầu tiên không nhỉ? Nói cho chúng mình biết nha. Jenny, tớ đoán là cô ấy ngại ngùng quá. Và cô ấy đang chờ một kiểu tóc mới nữa. Với mỗi chú ngựa, mình sẽ làm một chiếc đuôi với màu sắc đặc biệt đó. Thế còn tớ thì sao? Tớ có muốn mày xù gì? Với cái này thì cậu phải trở thành một chú ngựa đã. Giờ mình sẽ làm cho một bộ bờm thật ngầu từ kem phủ. Tớ muốn bây giờ cô. Đi nào, mang ra đi xù. Ôi, tớ đoán là lần này tớ sẽ dùng tất cả kem phủ cho Fluttershy. Chi tiết trang trí cuối cùng, đôi tai vàng. Và xong cả rồi. Và mình đang chuyển tới giải cầu vồng táo bạo. Các bạn ơi, chúng tớ có hợp với màu cầu vồng không nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Kiểu tóc kem phủ của cậu ấy cũng bao gồm vài màu đó. Mình xong màu hồng rồi, dùng màu cam đi. Ừ, nhưng sẽ còn thêm màu hồng nữa đấy. Bọn tớ thích màu này lắm ạ. Tớ sẽ thêm màu vàng kem vào ngay đây. Ừ, tiếp tục đi Sammy, bắt kem lên trên đi, giỏi lắm. Bọn mình phải tìm ngôi sao lớn nhất là bánh nướng Pinky nữa. Cô ấy đâu rồi? Đây rồi, siêu, tiếp theo trang trí cho cô ấy nha. Chắc chắn rồi, mình bắt đầu tất cả những cái này là vì cô ấy mà. Và cô ấy cần rất nhiều kem phủ hồng đấy. Woo, hay quá đi. Đây là chiếc đuôi hồng của cô này. Và đừng quên đôi tai nhá. Trông tớ giống My Little Pony chưa? Tớ là một chiếc bánh cupcake. Để tớ thử nào. Ngon quá đi. Và đây là chiếc cupcake cuối cùng nè. Sammy ơi, thôi nào, trả nó lại ngay đi. Tớ chỉ lấy có một tí thôi mà. Mà tớ không thêm kem phủ nữa. Nhưng cậu vội nên quên cho màu hồng vào rồi. Thế thì siêu mình ổn không thế? Siêu ơi, tớ vừa tắm rửa đây, đừng làm thế. Quay lại đây nào, Slime nhấp cái. Twilight Sparkle sắp xong rồi đấy. Cậu ấy chạy mất rồi hả? Lửa siêu dễ thật. Để tớ hoàn thành nốt ở đây nha. Và cái sừng bên này. Cậu ấy đang tới đây. Dạ. Cậu lại vội mà gắn sai mất rồi. Tớ sẽ sửa vậy. Các bạn ơi, cùng nhìn ngắm tất cả những chiếc cupcake nào. Chú ý, tiệm bánh của bọn mình muốn mời cậu chiếc cupcake My Little Pony bồng bềnh nhất đây. Đến đây nào, không cần vội nha. Cứ đưa tiền rồi chú sẽ trả đơn cho các cậu. Tớ muốn cái cầu vồng. Tớ đang làm đây, ai muốn cầu vồng ấy nhở? Đưa tiền nào. Xin cảm ơn. Đủ rồi đó. Nhân tiện thì các cậu có nhớ chiếc bánh Oreo của bọn mình không nhỉ? Bánh Oreo á hả? Cậu có bánh đó hả? Tớ thích bánh Oreo lắm. Ơi, giờ thì bọn mình không có rồi. Đừng vội nha. Họ lại đến rồi, giúp tôi. Chúc may mắn nhé Sammy. Các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh và bọn tớ sẽ gặp lại các cậu sớm thôi. Bye bye. Chà, tụi mình có thể bỏ bức tường này đi và cho một cái bể xịn sò vào đây. Ở hoặc hoặc đây. Ở chỗ cái kệ kia kìa. Dừng lại nào Sammy, cậu bị làm sao đấy? Chẳng sư Jen, cậu còn nhớ hôm nọ cậu bảo tớ là tụi mình không thể nuôi cá vì chẳng có chỗ để chứa bể cá không? Và thế là tớ nghĩ ra một kế hoạch, nếu tụi mình đập bức tường này vào. Khoan đã Sammy, chờ chút nào, không có đập phá gì hết á. Nhìn Su ơi, cá đẹp lắm á. Bức tường này cũng đẹp mà, nếu cậu thích quá rồi thì tớ có thể chỉ cậu cách làm bể cá tạm thời đó. Sao lại tạm thời? vì tụi mình sẽ ăn cá đó. Ok. Sammy ơi. Đến này Su, thế bể cá đâu ta? Chẳng ở đâu cả, tụi mình sẽ làm một cái bánh thạch đỉnh của Chop.
có bể cá bên trong á. Chào các bạn nha. Wow, cậu làm tôi thèm xỉu luôn rồi. Chỉ cần đợi một chút thôi là cái bánh sẽ có mặt để làm cậu vui lên rồi. Ok. Cả nhà ơi, chúng ta sẽ dùng công thức làm bánh bông lan sô-cô-la mà tụi mình cực thích. Hoặc các bạn chỉ cần dùng hỗn hợp làm bánh có sẵn thôi. Hình như nấu ăn giống như một kiểu thiền đối với cậu siêu nhỉ. Đúng là thế đấy. Hoạt động này cũng giống như tạo ra một tác phẩm nghệ thuật ngon lành. Thật bình yên, lặng lẽ mà không phải nghĩ về cái gì khác đó. Xong rồi. Một lớp nữa nhá. Xem này cả nhà. Nếu các bạn muốn nhìn thấy cá trong nước thì tụi mình sẽ phải dùng thật nhiều rau câu đó. Đừng quên cố định mọi thứ nha. Rau câu không được gì ra ngoài đâu. Chuẩn đó Sammy. Tớ làm đây. Tuyệt vời, giờ mọi thứ đã đủ an toàn và cao giáo rồi. Thế thì bếp trưởng Sam đã sẵn sàng bắt tay vào làm. Thật thế sao? Cậu có biết cách biến cái này thành bánh mousse không? Thì trước tiên là thêm chút phẩm màu xanh lá nè. Ý tưởng này xịn quá. Nhỏ nè. Giờ tụi mình chỉ cần đánh hỗn hợp này lên thôi. Chuẩn không cần chỉnh. Cả nhà ơi, đây là hỗn hợp gồm sữa này, gelatin, đường và vani. Tụi mình sẽ đun nó lên rồi để nguội. Sau khi được khuấy thì nó sẽ rất là bông xốp luôn. Hãy nhờ người lớn giúp bạn dùng máy trộn nha các bạn nhỏ. Và tại bước này, bánh mousse của tụi mình nên có hình dáng như vậy nè. Tí nữa nó sẽ đông lại một tẹo và không lỏng thế này nữa. Các bạn nhỏ nên làm thế này nè. Cẩn thận nhá. Siêu ơi, cậu có thể thực hiện một mình xíu xíu không? Tớ cần chợp mắt tí. Cậu nhớ dậy sớm sớm đấy, đổ sâu ngủ. Trong khi Sam đánh một giấc thì tụi mình sẽ làm rau câu đại dương. Tớ nghĩ chúng ta có đủ thời gian để làm bước này. Tụi mình sẽ đổ bột rau câu vào nước nóng. Sau đó trộn 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 thật kỹ nè. Như vậy, cho đến khi bột tan hoàn toàn nhá. Hoàn hảo. Và đương nhiên là phải có phẩm màu. Vì bình thường nước của bể cá sẽ hơi hơi xanh lá. Tuyệt quá, giờ chúng ta sẽ khuấy lần nữa nha. Siêu ơi, tới kiểm tra rồi, ổn áp đó. Ồ, Sammy ơi, sao lại dậy rồi? Cậu ngủ đã mất chưa? Tớ chẳng ngủ nữa có, tớ cần chắc chắn rằng mọi thứ ở đây đều ok. Nếu cậu không ở đây, chắc tớ sẽ làm sai mất thôi. Chắc chắn cậu sẽ phải làm lại vài bước. Xem cái tên slime chảnh chọe đó kìa. Tụi mình cần phải bắt đầu với một lớp mỏng. Để có thể bỏ em cá koi và các món trang trí lên trên. Tụi mình cần để cái bánh vào tủ lạnh cho nó đông lại một chút xíu. Đừng đi đâu hết nhé các bạn. À, không ngờ tớ có bạn ở đây à. Đừng quên like và đăng ký kênh của tụi tớ 1 tỷ lần nha. Tớ đã chứng kiến quá trình làm rau câu rồi. Và nhìn này, tớ cũng làm chút xíu rau câu. Nhưng tớ dùng sữa thay vì nước. Ồ, khi ai đã nói trang trí thì Sammy luôn có mặt ngay và luôn nhở. Wow. Mà đây là gì ta? Món đồ trang trí nào thường được sử dụng cho mấy cá nhỉ? Để tớ nghĩ xem nào. À, ra rồi, các viên sỏi. Ồ, tớ thích chơi đấu vui ghê. Tớ muốn những viên sỏi có màu cẩm thạch. Thế thì cần gì nhở? Đầu tiên là rau câu lỏng, như thế này. Và bước tiếp theo là sô-cô-la sữa. Hết sảy luôn. Tớ biết rồi, bây giờ là sô-cô-la đen. Chính xác đó. Đừng nói với tớ là lại phải bỏ tủ lạnh nhá. Tớ chẳng có thì giờ đâu. Rồi rồi, thưa quý ngài, thiếu kiên nhẫn. Uish, xem nào. Xong rồi. Hả? Ủa, tớ bỏ lỡ cái gì sao? Cả nhà ơi, những viên sỏi của tụi mình mới tuyệt làm sao. Xinh quá. Trời, tớ không có ý gì đâu, nhưng mà nhìn nó chẳng thật cho lắm. À, cậu đúng là khó chịu. Cái gì thế này? Ấm áp quá đi. Còn cái này là sao vậy? Lạnh quá. Giờ nhúng vào thôi. Đơn giản lắm, nước nóng sẽ làm các cạnh mềm mại hơn. Còn nước lạnh giúp sỏi cứng lại. Giờ đã đủ thật chưa nào Sammy? Cả nhà ơi, xem những viên sỏi này này, ngầu như trái bầu nhờ. Chuẩn, cậu xịn ơi là xịn luôn chứ gì ạ. Cảm ơn Sammy. Thế cậu thấy của tớ xịn không? Wow, cậu làm loại sỏi này hồi nào thế? Sam là dân chuyên mà lì. Các bạn sẵn sàng gặp gỡ cá sinh chưa nào? Chưa, tớ vừa Google á, cá koi có những cái đốm giống nhau ở lưng.
Đơn giản thôi, tụi mình có thể tô màu siêu dễ dàng luôn. Tớ thích trang trí quá đi. Còn tớ thích những lúc cậu được việc. Như thế này này cả nhà, cẩn thận. Chua, cậu có thấy bể cá hơi bị trống nếu chỉ có cá và sỏi thôi không? Tớ có thấy thiếu thiếu gì á. Cậu có ý tưởng gì không? Một chút rong rêu thì sao nhỉ? Bể cá nào cũng có rong mà. Mấy cái hộp nhỏ nhỏ của tớ đâu rồi nhở? Đây phải không chứ? Đúng thế, cảm ơn cậu. Cậu làm gì thế? Vậy là chỉ có mỗi hai miếng rong câu thôi sao? Rồi làm rong như thế nào? Đừng hoảng mất xế nhỉ. Chú ơi, phải làm gì bây giờ? Lại đứng thì bây giờ mà tớ chóng mặt quá. Cậu đúng là ông hoàng làm quá đó Sammy. Cái xi lanh này sẽ sửa chữa mọi thứ luôn. Tớ thấy khỏe re luôn rồi. Đã rõ. Trong khi tớ trấn an Sam thì rau câu đã đông lại. Cả nhà ơi, hãy nhờ người lớn giúp cho công đoạn sử dụng xi lanh nhá. Món đồ này rất là nhỏ đấy. Cho tớ thử với nhá. Đương nhiên rồi Sammy, nhưng phải cực kỳ cẩn thận nhá. Đúng là kinh hoàng Chu ơi. Lần này có chuyện gì với Sammy? Tớ không thể lấy thành ra được. Cậu đã thử mọi cách chưa Sam? Xem này, chả được luôn. Buồn quá ta. Tớ chẳng biết cách nào cả. Ước gì ông Bụt giúp mình nhờ. Hả? Wow. Tuyệt. Sao cậu không chỉ tớ? Muốn thử không? Giúp tớ với nhá. Được chứ Sammy. Đến lúc ráp bánh kem của tụi mình rồi. Đầu tiên là đổ chút thành rau câu trong suốt vào. Như vậy đấy. Và trước khi nó đông lại, hãy cho các chi tiết lên trên nhá. Đừng quên sang biển nhé chứ. Sao tớ quên được? Còn tảng này ở đây. Một tảng nữa bên này. Còn cá thì sao hả chứ? Tới liền đây Sammy. Cá đã có mặt. Tuyệt, giờ tụi mình phải chờ chút vì lớp đầu tiên cần đông lại, không thì các món trang trí sẽ nổi bồng bềnh mất. Sao tụi mình không tăng tốc lên ta? Và bước cuối đây, chúng ta cần đổ thêm chút thành rau câu lên trên. Vậy thôi nè, hãy phủ hết lên các món trang trí nhé mọi người. Thế này. Đỉnh luôn. Tôi không muốn chờ nó đông nhé Shu. Giờ rồi, thế lần này tụi mình dùng chút phép màu nhá. Tuyệt vời. Ảo ma Canada đó Shu, nên chúng ta cần kiểm tra lại một thứ. Chiều cao chuẩn chỉnh rồi, dòng dưới nước nhìn siêu xịn luôn. Cả nhà ơi, cái bánh của tụi mình gần hoàn thành rồi. Hãy lấy những thứ không cần thiết khỏi bánh nào. Tớ sẽ dùng dụng cụ để làm điều đó. Chương trình sẽ bất ngờ lắm đây. Wow, hình như có lá rơi trên bể cá nè. Giờ tụi mình bỏ bằng nhựa thật cẩn thận, bằng tâm nhá. Lấy cái bánh ra nào. Trong khi chưa đăng bạn thì mọi người nhớ like nhá. Tụi mình chuẩn bị về đích rồi các bạn ơi. Hãy cực kỳ cẩn thận nhá. Tất cả những gì tụi mình cần làm chính là trang trí phần gì à? Ha, tôi sẵn sàng đến thử rồi nè. Có lẽ tụi mình nên chuẩn bị chút trà đã. Và mọi người có thể xem lại bể cá một lần nữa đó. Wow, phải các em bé xinh đẹp này đúng là buồn. Những chi tiết mới xinh làm sao. Cậu đổi ý rồi à? Chúng ta không ăn nữa hả? Phải ăn chứ, đây là bể cá tạm thôi Mali. Tớ cắt nha, mọi người nhớ cẩn thận với con dao nhé. Nhìn như cậu đang cắt xuyên nước á, tớ nói chuẩn không? Wow, miếng này trông đỉnh ghê. Wow, xinh đẹp tuyệt vời, cho tớ miếng nha.
Được chứ, nhưng đầu tiên tụi mình cần lấy thìa và bye bye các bạn khán giả. Bye bye mọi người. Sam ơi là Sam, cảm ơn vì đồng hành của tụi tớ nha. Nhớ đăng ký kênh đấy. Tạm biệt. La 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 la. Siêu đại dịch xuất hiện rồi, kiểu mọi dây ở khắp mọi nơi luôn, chúng ta phải lật tẩy chúng ngay. Nét diễn hơi bị lố rồi á Semi, chơi game nhiều quá nên bị lậm rồi chứ gì. Lỡ như cậu cũng là kẻ mạo danh thì sao? Tôi phải làm gì đây? Bình tĩnh nào Semi, tớ đảm bảo với cậu tớ không phải là kẻ mạo danh đâu. Cậu chứng minh được chứ? Ví dụ như tớ thích nhất cái gì nè? Bánh kẹo Semi, giống như tớ. Ok, cậu qua được bài kiểm tra này. Lỡ như tớ là kẻ mạo danh thì sao? Hả? Thế thì tụi mình có thể kiểm tra cái này ngay bây giờ. Vào bếp thôi nào. Tiến lên. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn cực chất lấy cảm hứng từ trò chơi Among Us nha. Là bánh kem mà Siêu năn nỉ mà, nó là bánh kem đúng không Siêu ơi? Đúng thế Semi, chiếc bánh tuyệt vời này sẽ theo phong cách Among Us luôn đó. Nhưng trước tiên chúng ta phải nướng các lớp bánh bông lan đã. Semi, cậu bật lò nướng đến 175 độ C hộ tớ nha. Ok, Siêu gì? Còn mọi người thì lúc nào cũng phải cẩn thận khi dùng bếp đó nha. Trong lúc đó thì cho thêm bột vào nè. Thêm chút bột cacao vào, như thế này. Cơ mà hôm nay mình muốn chiêu xem một chút, đừng tiết lộ cho Sam biết nha. Cậu vừa bảo gì cơ chiêu gì? Tớ vừa mới bảo khán giả của tụi mình nhấn nút thích nhiệt tình thôi à. À ha, cơ mà cậu đang làm gì ở đầu bếp chứ? Tớ đang cho các thành phần khô vào nè. Và giờ thì lọc chúng để làm bột mịn hơn. Như thế này thì lớp bột sẽ nở hơn đó. Xong ở đây rồi. Tớ sẽ làm một cái bánh red velvet, bánh nhung đỏ, có hình giống một bạn phi hành gia hoặc một kẻ mạo danh, ai mà biết được chứ. Thế thì chúng mình sẽ cần dùng cái này để tham khảo. Hay đó Semi. Tiếp tục nào. Tiếp đến là bơ ở nhiệt độ phòng. Thêm đường nữa. Giờ thì trộn đều chúng bằng máy xay nhá. Xay như này nè. Mà mọi người nhớ cẩn thận và nhờ người lớn giúp để dùng máy xay nhá. Giờ thì thêm một quả trứng. Rồi đánh nó vào trong hỗn hợp cho đến khi hòa quyện lại thật đều. Chủ tụi mình có từng này sữa bơ thôi á, có đủ không vậy? Đúng lúc đấy Semi. Nhìn như này thì thấy đủ rồi á. Mà tớ thấy hơi mệt khi dùng máy xay mãi như này. Hãy dùng chút phép thuật ẩm thực để làm mọi thứ nhanh hơn nha. Úng bà là. Giờ thì tụi mình sẽ trộn hỗn hợp ướt và khô lại với nhau. Ta-da! Ủa mà sao cái này được gọi là nhung đỏ vậy? Nhìn nó y chang màu nâu luôn á. À, giờ tớ hiểu rồi. Được rồi, mình đã làm xong phần bột bánh, tụi mình cũng cho thêm chút sốt vani vào rồi. Và giờ thì... mùi thơm cực luôn mọi người ơi. Tớ còn làm thêm một phần bột nữa này, tụi mình sẽ cần dùng nó cực nhiều để làm cái bánh hôm nay á. Giờ thì ta sẽ cho chỗ bột vào khuôn và nướng nó tầm 40 phút trong lò được làm nóng trước. Thế thì tớ đi chơi Among Us trong khi chờ đây. Lớp bánh của tụi mình xong rồi đây. Tớ muốn ăn chúng ngay cơ mọi người ơi. Làm ngay Siêu ơi, mau cắt kẻ mạo danh ra khỏi cái bánh rồi ăn luôn nè. Cậu đi xa quá rồi đấy Semi, tụi mình sẽ dùng cái này để cắt các miếng bánh ra cho đều nhau á. Cứ làm từ từ thôi đừng gấp nhá. Nhưng mấy cái vòng tròn này nhỏ Siêu à, tớ tưởng cái bánh này sẽ bự cho bá luôn chứ. Thì nó sẽ bự mà, tụi mình dùng mấy cái vòng tròn này để làm chân anh chàng phi hành gia thôi. Đấy nhá, giờ thì chúng mình có thể dựng cái bánh kem rồi đó. Cái gì sẽ nối mấy miếng bánh nhỏ lại với nhau vậy, bê tông hả? Dĩ nhiên là không rồi, tớ quên phần kem phủ mất rồi. Nhưng tớ thì không nha. Semi, cậu đúng là vị cứu tinh của bánh kem mà. Tớ mà lại màu màu tặng cho tớ thật nhiều là thích vị tài tháo vát của tớ đi nào. Nhân tiện thì xem, lớp kem phủ này hoàn hảo đấy, giỏi quá đi. Lớp phủ kem bơ vani ngon tuyệt có mèo, trò chơi bánh nhung đỏ Among Us tuyệt có mèo luôn. Xong, quá chuẩn nha. Giờ thì chúng ta sẽ đặt các lớp bánh chồng lên nhau để tạo một cái tháp như thế này. Sao mà lâu quá vậy?
Mà siêu này, sao người ta lại gọi cái bánh như này là nhung đỏ vậy? Chắc là do màu sắc và lớp kết cấu của bánh á. Công thức của cái bánh này được ra mắt lần đầu tiên vào khoảng năm 1871 đấy. Ui, một cái bánh siêu cổ luôn. Simi, ghi mấy cái que này vào cái bánh nào xem ơi. Như thế này nhá, để chắc chắn rằng chúng sẽ không bị sụp xuống. Cái que cuối cùng đây. Hấp. Vậy là phần này đã xong rồi đó mọi người ạ. Tụi mình sẽ thêm một cái bánh giống hệt cái này nữa nha. Ta-da! Làm đông phần ganache lại nào. Sammy, cậu để cái này vào tủ lạnh của tớ nhé. Còn tớ sẽ tiếp tục chương trình. Tụi mình phải làm thêm một cái tháp nhung đỏ nữa, nhưng lần này sẽ lớn hơn một chút. Cẩn thận nha. Mọi người nhớ là đừng vội nhá. Siêu gì tớ sẽ để chúng vào ngăn đông rồi thư giãn một chút. Tớ muốn uống chút sữa lắc cơ. Được mà Sammy, cứ đi đi. Hấp. Đây đúng là cơ hội hoàn hảo cho trò đùa nhỏ của tớ mọi người. Mọi người còn nhớ tớ bảo gì không? Chúng mình hãy làm một cái hố ngay ở giữa. Như thế này nhá. Giờ thì cho xương vào bên trong. Nó được làm từ kẹo mềm nên tớ thấy là nó sẽ ngon lắm á. Giờ thì đặt thêm mấy lớp bánh lên trên để Sammy không nhận thấy sự bất ngờ nhỏ này. Hai cái này sẵn sàng rồi đây. Nhưng Siêu, tớ vẫn không hiểu sao tụi mình lại cần tới ba cái bánh. Tụi mình sẽ làm một trạm vũ trụ hả? Cho tớ một tí tẹo 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 thôi nào. Chúng mình phải làm cho bánh này trông tròn hơn. Nhớ cẩn thận khi dùng con dao nhé cả nhà ơi. Thực sự là phải nhờ người lớn giúp ạ. Cẩn thận nào. Và xong. Để xem nào. Cái này nhìn giống cơ thể của phi hành đoàn Among Us à. Còn mấy cái này trông giống chân của cậu ta. Lại thánh phô mai, tớ hiểu rồi. Bây giờ thì em đã hiểu. Lại đức tibida bà. Thế giờ cậu giúp tớ được rồi chứ hả? Dễ như ăn bánh. Nhìn tớ này. La 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 la. Aham. Ta-da. Quá giỏi luôn Sammy. Giờ thì tụi mình lắp ba phần này lại với nhau. Và đây chính là thứ tụi mình nhận được. Trông cũng ổn mà đúng không? Tuy nhiên phần đẹp nhất vẫn còn đó. Trang trí. Chúng mình sẽ cần rất nhiều fondant sặc sỡ cho cái bánh này. Siêu gì nói thêm cho tớ nghe về bánh nhung đỏ này đi. Tớ biết cái bánh này ngon, trông cũng đẹp ơi là đẹp. Rồi có một cái tên hay ho nữa nhưng tớ chỉ biết thế thôi à. Tớ cũng không biết nhiều về nó. Nhưng tớ có đọc một huyền thoại về chuyện công thức của nó phổ biến như thế nào. Muốn nghe không? Tớ thích mấy cái này lắm, nói đi chứ. Xưa 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 xưa, có một người phụ nữ rất là giàu có ăn tối tại một nhà hàng. Cô ấy gọi món bánh này để ăn tráng miệng. Mà mọi người nhớ cẩn thận khi dùng dao nha. Quay lại câu chuyện, cô ấy thích bánh cực kỳ nên hỏi luôn công thức. Thế là cô ấy có được công thức, nhưng kèm với một hóa đơn giá trị cực kỳ lớn luôn. Thế rồi sao à? Thì cô ấy bực lắm luôn nhưng vẫn trả tiền. Cơ mà sau đó cô ấy cho cả thành phố biết công thức để trả thù. Chắc là cô ấy thích cái bánh lắm nên mới hỏi mua công thức ạ. Ước gì tớ cũng giàu đến mức mua công thức bánh nào cũng được. Xem hảo ngọt. Dù sao thì đó chỉ là một huyền thoại thôi. Và chúng ta cần năng suất lên nếu muốn nếm thử bánh của tụi mình ngày hôm nay. Bộ đồ phi hành gia của chàng bánh sắp xong rồi nè. Tụi mình chỉ phải làm mặt nạ dưỡng khí nữa là xong. Tụi mình sẽ dùng lớp fondant xanh để làm nó nhả. Bình tĩnh cắt nó ra hình giống thế này. Cẩn thận đừng để bị đứt tay nhá. Đặt nó vào đúng chỗ nhá. Siêu, hình như tớ biết tụi mình thiếu cái gì rồi á. Còn đây là một mẹo nhỏ cho mọi người. Hấp, quá đẹp luôn nha. Siêu, xem tớ làm được cái gì nè. Wow, Sammy, thiên tài đó nha. Tớ có thể tự mình làm đấy, nhiệm vụ hoàn thành. Giờ thì xem kỹ em bánh ngọt nào mọi người. Đừng bỏ lỡ phút giây nữa nha, vì em bánh sẽ biến mất trong chớp mắt thôi. Cái bánh này nặng thật á. Chả sao đâu bạn tôi ơi. Nhanh nhanh thưởng thức nó thôi nào. Ok Sammy chiều cậu luôn. Cơ mà mọi người nhớ nhờ người lớn giúp cắt bánh nữa nha. Siêu gì tự nhiên tôi thấy hơi kỳ kỳ. Sao à? Kiểu như tụi mình mới là kẻ máu danh thiệt á. Đúng thế mà. 1 2 3 Cái gì?
Gì thế Siêu? Cậu làm chuyện đó bao giờ thế? Sammy, cậu ăn quả lừa rồi nhá. Chửi cho mà ơi Siêu, ăn được không vậy? Chắc chắn rồi Sammy, mau đến đây ăn nào. Nè, thìa là dành cho người thuốc quặc. Chả hề nghĩ là kẻ bỏ cho anh ăn ngon thế. Nếu các bạn thích video này thì nhớ chia sẻ nó cho bạn bè cùng xem nhá. Tớ hứa là sẽ tiếp tục làm cho các bạn ngạc nhiên với các món thủ công mới. Cùng đón xem nhé, hẹn gặp lại, tạm biệt. Tạm biệt mọi người, đến lúc ăn bánh rồi. Chịu, tớ nói thật đấy, bây giờ làm sao mình ăn hết cả chiếc bánh luôn được. Kìa, đi tắm đi em. À, vâng. À, vậy là mình được ăn hết tất cả cây rồi. Ôi. Ha. Úi. Chết, anh cố tình bắt em đi chỗ khác đúng không? Giờ anh nợ em một cây kem á. Không ngờ mình lại tin luôn. Chà, thôi được rồi. Xem tớ tìm thấy cái gì này. Một cái khuôn làm kem hình nhân cuốn hay là một cây kem chân cuốn nhỉ? Này, anh lại định lừa em đó hả? Không được đâu. Lèo lèo. Anh đâu có lừa. Chúng ta sẽ làm một món ăn vừa ngon vừa lành mạnh nhé. Chẳng ngon tí nào cả. Biết đâu anh lại làm kem bằng xương rồng. Có lẽ em nói đúng. Dù sao thì nó cũng là một cây kem ngon lành và dinh dưỡng. Em đánh cái gì vào anh? Đó là dấu hiệu nói rằng phải dùng kẹo ạ. Làm kem mà không có kẹo thì thiếu lắm. À, rồi, chờ chút, ra đồ gì? Chúng ta không cần dùng dao mà, chờ chút. Ok. Em sẽ nạo nó thật nhanh. Thôi nào, cố lên. Dụng cụ này chả làm được gì. Sammy, đồ bào rau củ này không đạt chuẩn đối với đầu bếp đâu. Để anh cho em thấy cách làm nhé. Nhìn này, chuyên gia nấu ăn đến đây. À ha, đừng quên mất quả dưa nhé anh. Anh biết rồi, giờ anh sẵn cho em thấy mẹo tuyệt nhất. Anh John, anh ổn không thế? Anh nhìn hơi bị toang nhỉ. Chà, cứ bình tĩnh anh ơi. Anh ổn mà. Anh làm tiếp đây. Anh hài thật đó. Được rồi, cơ hội cuối cùng này. Cú đấm kamikaze. Có được không vậy? Được rồi. Chúng ta làm món kem mát lạnh thôi. Thơm nước mũi luôn. Thế còn mùi vị thì sao? Chờ nó vào máy sinh tố đi anh. Em mới vóng mặt có một giây thôi mà. Và đừng có cho miếng dưa nào vào miệng nữa đây. Anh mất kiên nhẫn thế. Anh coi chừng em. Tuyệt vời, tận dụng từng giọt cuối cùng luôn. Nhiệm vụ đã hoàn thành hả? Thêm sô-cô-la vào nhân nha. Thật nhiều luôn. Sao nha. Sô-cô-la không phải đồ chơi con nít đâu. Anh lại đùa nữa. John, anh thôi đi. Này, anh nói thật đó. Nhưng quả bơ thì rất ok là. Hấp, xem này. Đợi một chút nữa là mọi thứ sẵn sàng rồi. Chúng ta tăng tốc máy xay nha. Cố lên bạn nhân. Anh thì được rồi, tuyệt vời. Lâu quá đi mất. Tuổi nào mình chán ăn vỏ dưa lắm rồi. Hả? Anh ngủ quên hả? Em chán anh thật luôn. Xin lỗi, xong rồi. Nhìn như món cháo bí đỏ ấy. Trông chẳng ngon lành tẹo nào cả. Cơ mà mình vẫn phải hoàn thành. Mình sẽ đổ hỗn hợp này vào khuôn. Tuyệt, dưa dạo này nhìn khác ngày xưa ghê. Ủa cái gì đấy, để coi. Này, chúng ta đâu có làm kem độc lạ đâu anh. Chú chào mà ơi, cái gì vậy? Sai mà, anh mới tạo ra chuyện gì mới hả anh? Vậy đây là gì? Là bông cải á. Nghe giống một món ăn lành mạnh. Cho nó vào công thức luôn nè. Đầy vitamin và khoáng chất luôn. Ok, cái này là cái gì vậy? Chắc là hàng vừa giao ạ. À, quà từ Tipi Double đây. Tên nhãn viết về gì đây? Bí đỏ, dùng nó làm kem luôn nhá. Bớ thánh cà chua, anh ấy bị hâm mất rồi. Nói đến cà chua thì tụi mình cũng có nè. Một nắm cà chua là chuẩn chỉnh rồi đó. Giờ mở ra nhé các em. Eo, kinh quá, em phản đối. Đừng cởi nhỏ nữa, vui lên nào. Trời ạ, giờ mình đang bơi trong rau.
Chà, sắp hết bí đỏ rồi, nhìn ngon quá đi. Wow. John, sao anh dám? Anh làm đổ hết bí đỏ rồi. Ổn mà, ai mà chả có lúc làm rơi đồ. Nhìn chẳng ngon gì hết. Hay là trộn nó lên nhá. Chuẩn, chúng ta bật công tắc nhá anh. Cái nút à, đâu rồi ta? Đâu rồi? Ở đâu? Để anh chờ em thấy. Nhìn con đi. Để anh bắt sẵn cho cưng nhé. Anh đúng là hâm dở. Điên quá à. Anh nghĩ máy xay rất là thích màn massage này đó. Nó đổi màu hồi nào với ta? Hãy cảm ơn đặc vụ ớt chuông Sammy ạ. Mùi thơm lắm luôn. Chúng ta có thể rót nó vào mấy cái khuôn chân cún tiếp theo. Ui, giờ chúng ta sẽ làm kem ngọt. Chỗ của em đó. Video này là về những món ăn lành mạnh. Cái gì? Không, ý anh là sao? Lành mạnh, sô-cô-la cũng lành mạnh mà. Em biết rõ điều đó hơn anh ấy nha. Anh hâm ghê. Anh thích đồ lành mạnh, thế còn đồ ngọt thì sao? Này, lại đây. Đừng ngại mà. Mình cần công thức mới. Kiểm tra tủ lạnh thôi. Và nó chả có gì. Chán thật. Đáng đời cái đồ mỉa mai sô-cô-la của tôi. Nhà mình chẳng có đồ ăn gì cả. Phải làm sao đây? Âu, Sammy, sao em lại mang cái này đến đây? Anh có ý này nè. Đó là sự báo thù của rau á. Nó sẽ tạo ra món kem ngon nhất của đất đấy. Đỉnh thật sự. Anh sẽ lấy phần thịt ra. Kinh. Nó nhảy lắm, không giống xương rồi. Cứ như slime nhà làm vậy. Gọi cậu là Fred nhé. Và cậu sẽ là người đóng thế của Sam. Anh ấy lại thắng mình sao? Chà, mình sẽ... Không, mình đang biến thành slime. Khoan, mình là slime thật mà. Sammy, em rất cần thiết đấy. Chúng ta làm kem xương rồng nào. Bắt đầu thí nghiệm thôi. Kem cà chua thì ok. Nhưng cái này... Kinh khủng quá. Thật ra thì đây là nha đam và nó rất tốt cho sức khỏe. Em có thể dùng nó làm kem dưỡng da tay đấy. Như vậy này, thấy không? Rất thích luôn. Nhảy luôn là nhảy. Eo, không, em không ăn đâu đấy. Để coi nào, chúng ta sắp xong rồi. Nhìn này, nha đam cũng không có gai đâu. Tuy nhiên mọi người vẫn hay nhầm nó là xương rồng. Xoa lên mắt anh đi. Có khi anh sẽ thấy được kem sô-cô-la mới là tuyệt nhất. Thật hả? Để coi. Xem thịt của nhà đam nhảy nhót trong máy xay nè. Tắt nó đi anh ơi. Không biết có mùi gì nhỉ. Cũng được đó. Nhìn món này khá là giống nước chanh hoặc một ly cốc tài mát lạnh. Nè, để em. Mùi chả thơm gì cả. Anh có chắc là nó chưa bị hư không vậy? Chúng ta làm đúng theo công thức mà. Thử luôn đi. 5, 6. Nè, sô-cô-la đâu rồi? Không có chỗ cho nó à? Sô-cô-la là quá khứ rồi. Thử nghiệm mới mẻ là tương lai. Anh và em, bơ gì? Chà, anh sẽ đặt kem của chúng ta vào ngăn đông. Đồ ngọt, đồ ngọt, đồ ngọt. Của em hết, của em, của em, của em. Lại thánh salad. Em mệt quá à. Ok, chúng ta xong rồi này. Giờ mới xong à? Em chẳng cần món kem của anh nữa đâu. Thật không đó, lại đây. Cơ hội cuối cùng của em này. Vâng, tại anh năn nỉ thôi đó à. Ngon lắm sao anh? Chà, anh cũng chưa thử. Anh đang đợi em mà. Đây là kem chân cún đầu tiên. Thế anh thử trước đi. Nào, sao ạ? Có ngon không anh? Món bơ rất là lạ lùng. Em cũng muốn thử không nào? Cho em vị bơ luôn ạ. Anh đừng tham lam. Chán ỏm. Chắc tụi mình thêm nhiều muối quá. May mà Sammy không thấy. Ok, chúng ta tiếp tục đây nào. Chân cà chua, xem nó xinh chưa này. Làm nhớ kem trần cú trong phim Zootopia quá. Chà, có ngon không ạ? Em muốn biết ạ. Nói chung là cũng không tệ. Nhưng anh không khuyến khích mọi người ăn. Tất cả luôn, đừng ăn nhá. Vậy là cái kem ngon nhất sẽ là cái làm từ chất nhầy sao? Anh tin là kem nhà đàm sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Này, nhìn nó y như nước đá luôn. Sẽ không ai biết chúng ta làm từ nhà đàm đâu.
chúng ta có thể gửi nó đến tiệc hoàng gia của Elsa và Anna luôn đấy. Em thấy sao nào? Dạ vâng, anh nói đúng, nhìn ổn phết. Để em thử nha. Nè, vị như nước lá vậy. Giờ chúng ta biết không nên dùng những món gì để làm kem rồi nhỉ? Anh có thể ăn kẹo mút, còn em thì có kẹo của em đây rồi. Em có muốn giải nhiệt một chút không nào? Anh còn có quà cho em này, đây. Kem thật không đã? Cho em đi anh. Đó là toàn bộ câu chuyện. Lại đây nở cục cưng. Em bé ngon lành của tôi. Sammy, em có đi ăn hết kem cà chua không? Mình sẽ khoe với Sue là mình tự làm món kem này. Chào cả nhà.